Ông quý chọc. Ông nhu đã bác cảm ơn tốt cái dùm lạc cao để tìm tham lạc cao. Thông chí lục. Nói. Hay. Miền bánh hài tới thông chí. Yes, thank you, Mr. President. I have a request for clarification in relation to the testimony of the civil party. I've listened with great interest to whatever the civil party was testifying to this afternoon. However, I can also we can all observe that the events that he is describing are not part at all of the closing order. His civil party application is not being referred to in the closing order. I know the chamber has been willing to allow testimony if it maybe goes to a certain policy. However, what we are hearing this afternoon is very factual, very concrete evidence of alleged events somewhere on an island which, as I said, is not part at all of the closing order. So, we are now getting too detailed, in my opinion, into the events that happened, let alone the question whether the civil party really should be testifying as he is. But I think we have a problematic situation now. We have the closing order, that is the indictment against which our client and Khieu Samphan have to defend themselves against. There's no mention at all of whatever happened on that island and subsequently. So I think this is a problematic situation in terms of knowing in advance what the accused should be defending themselves against. So my request for clarification is such, are we not going way too much into the details of the alleged events rather than hearing only harm being brought upon this particular civil party? So the question very clear, the events described, the detailed events described by this civil party is outside of the scope of the closing order, since this island, Tamil Island, is not mentioned at all in the closing order. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais faire une requête préalable pour demander plus de temps pour l'examen de cette partie civile, mais je profite du coup de ce que vous me donnez la parole pour répondre aux objections de notre confrère Copé, en indiquant que finalement la réponse est dans l'objection, puisqu'il a lui-même indiqué que vous avez, et c'est la pratique qu'a retenue cette chambre, vous avez décidé d'entendre des témoins, y compris sur les politiques, et quand nous nous référons aux documents qui saisit votre tribunal, et je me réfère ici à l'annexe, le document E301-9-1.1, qui liste les paragraphes de l'ordonnance de clôture qui saisit votre tribunal pour le dossier 2.2, vous avez un certain nombre de paragraphes pour lesquels le témoignage de M. Prak peut s'avérer utile à la manifestation de la vérité. Et je souhaitais citer, à titre d'exemple et de manière non exclusive, les paragraphes 213 à 215 sur la politique et les mesures spécifiques prises à l'encontre des Vietnamiens sous la section de l'entreprise criminelle commune dans l'ordonnance de clôture, ou encore les paragraphes 791 à 796, encore une fois mentionnés dans l'annexe qui saisit votre chambre pour le dossier 2.2, ou encore les paragraphes relatifs à l'intention pour la question du génocide, paragraphe notamment 1348.
Donc ce que nous demandons à la Chambre aujourd'hui, c'est de continuer la pratique qu'elle a adoptée depuis le début de ce dossier, de laisser la partie civile témoigner sur l'ensemble des faits qu'elle souhaite. Et puis je dirais que chacune des parties appréciera ensuite et indiquera dans ses conclusions écrites et dans ses plaidoiries finales la façon dont elle souhaite que la Chambre traite les preuves qui sont explicitées devant vous aujourd'hui. Donc je vous demande simplement de continuer la pratique habituelle et de laisser M. Prak Deun et de laisser toutes les autres parties civiles qui viendront témoigner sur ce segment, puisqu'il est possible que nous puissions avoir cette discussion à nouveau pour d'autres parties civiles, que vous laissiez les parties civiles s'exprimer. Et encore une fois, vous avez suffisamment de paragraphes dans l'ordonnance de clôture qui vous permettent de considérer que leur témoignage est utile à la manifestation de la vérité. Pour en venir à ma requête initiale et le témoignage de M. Prak Deun, nous avons pris un petit peu de retard dans la façon dont nous avons conduit l'interrogatoire, notamment eu égard à la fatigue de M. Prak Deun. Donc nous souhaitions solliciter, M. le Président, 20 minutes supplémentaires pour que nous puissions également donner le temps suffisant au coprocureur pour qu'il puisse poser des questions à M. Prak Deun. Donc c'est notre requête, M. le Président, 20 minutes supplémentaires pour les parties civiles et le bureau des coprocureurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à vous, et messieurs les juges. Je voudrais répondre à l'objection très tardive qui a été faite par l'avocat de la défense. Je pense que la défense sait depuis déjà longtemps quelle partie civile et témoin était prévue pour ce segment. Votre chambre a choisi d'entendre cette partie civile. Effectivement, cela ne concerne pas Prévingue ou Svairing. Cela concerne une autre partie du territoire. Je voudrais simplement rappeler, d'une part, que la défense aurait pu soulever cela dès qu'elle avait reçu la communication des noms des différents parties civiles et témoins. Deuxièmement, dans l'ordonnance de clôture, effectivement, il n'y a pas seulement des faits qui concernent Prévin et Svairing qui sont mentionnés. On a déjà eu un témoin qui a témoigné sur les faits qui se sont passés à Simrip, à Ratsar. Je crois que la même objection avait déjà été faite, si je ne me trompe pas. Bien sûr, ces témoignages de personnes qui ont vécu ou qui ont vu ce qui est arrivé aux Vietnamiens partout ailleurs dans le pays peuvent être utiles à connaître la politique vis-à-vis des Vietnamiens, la politique du Parti communiste du Cambodge. Ça a été utilisé dans l'ordonnance de clôture pour justement établir qu'il s'agissait d'une politique nationale et pas d'une politique régionale. Dans beaucoup d'autres endroits, d'autres régions ont été cités. Effectivement, il n'y a pas eu ces événements écrits sur cette île-là précisément. Et nous pensons que, malgré tout, ces preuves peuvent être utiles à démontrer une politique ou à démontrer le caractère de l'attaque généralisée s'agissant de crimes contre l'humanité. Donc, attaque généralisée contre la population civile et en particulier ici contre des Vietnamiens. Voilà, je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, merci, Monsieur le Président. Suite aux observations de mes confrères, de ma consoeur de la partie civile et de Monsieur le procureur international, je pense qu'il convient que je fasse la requête d'ores et déjà de dire que s'il y a du temps supplémentaire accordé, il y a des chances que du côté de la défense, nous en ayons également besoin de temps supplémentaire pour deux choses. Pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le coprocureur international, la jurisprudence de votre chambre à cet égard, ma consoeur de la partie civile l'a également rappelé, ne nous laisse pas beaucoup espérer que vous ferez droit à l'objection de mon confrère.
En revanche, sur le cas particulier des parties civiles, lorsqu'il y a des faits qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans l'ordonnance de clôture, la demande de temps supplémentaire est d'autant plus fondée du côté de la défense que les documents que nous avons en amont, en préparation du témoignage des parties civiles, est particulièrement succinct. Vraiment, lorsqu'on lit ce qui est dans les documents qui nous ont été fournis relatifs à cette partie civile, on ne peut pas anticiper le témoignage qui est donné à la barre. Donc, dans ces conditions, j'informe la Chambre d'ores et déjà pour que les dispositions puissent être prises le cas échéant, que nous aurons également besoin de temps supplémentaire compte tenu de ces éléments nouveaux qui apparaissent pour nous et qui sont nouveaux pour la défense de Khmer Sampan. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'objection soulevée par la défense de Nuncia, la Chambre note effectivement que cette objection est tardive et, par ailleurs, elle décide de rejeter l'objection. S'agissant, en fait, la Chambre considère que le témoignage de cette partie civile est important puisqu'elle nous permettra d'apprécier s'il y avait une politique existée au niveau de la nation tout entière concernant les mesures prises à l'égard des Vietnamiens. Par ailleurs, s'agissant de la demande d'allocation de temps supplémentaire, la Chambre note que ce matin, elle a commencé à peu près 25 minutes avant la suspension pour le repas de midi. Et donc, la Chambre décide d'accorder à la aux co-avocats principaux et aux procureurs jusqu'à la fin de cette session de cet après-midi. Et donc nous verrons demain matin s'il y a lieu d'accorder du temps supplémentaire à la défense.
ประวิทยาจุนเตอร์กรมมิตรบีน้องมกตำแหน่งดำรงรอบวันนี้บ้าง Mr. Prak Deun just before we broke up for the break you were telling the court that on the day that you were permanently separated from your wife the CPKK-DRA gathered seven mixed marriage families at Tamuf Island at night time and that two adolescent K-DRA escorted the group for about 10 kilometres at which point the Vietnamese people in the mixed marriage group and the Khmer people were separated into two separate groups. You said that your son went with your wife. Just a point of clarification about how many children there were in the group that day.ខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ជាក់ជូននៅបញ្ហាដែលក្មេងដែលបានធ្វើដំណើរទៅកម្មបាលបានដឹកនាំទៅមានតែភ្នែកខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងពេលប្រលប់ផងមានចំនួនតែ2នាក់ទេកូនគេខាងនោះម្នាក់កូនខ្ញុំបាទម្នាក់តែកូនម្នាក់ទៀតហ្នឹងគេជាប់តាមម្ដាយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមតែកូនខ្ញុំហ្នឹងគេជាប់តាមម្ដាយវាគឺសូដែលមិត្តយើងមួយចំនួនដែលពិតប្រាកដថាបោះឡើងទៅលើគេចាក់នឹងគេទុយដៃអានេតបោះកំភ្លើងហើយបានក៏អារម្មណ៍ខ្ញុំបែងចែកថាអញប៉ុណ្ណេះអស់ទាំងប្រពន្ធអស់ទាំងកូនអារម្មណ៍ខ្ញុំបែងចែកគិតបិលខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងគឺគិតក្នុងយប់ហ្នឹងរហូតបន្ទាប់ឥឡូវក៏បាត់ស្មារតីមួយចំនួនសូមមេត្តាអធិស្ឋានហ្នឹងSo is it correct to say that the other child, the child who was not yours, went with the Vietnamese group? ມັນແມ່ນຈະກົ່ນຄ្មែងແມ່ນຈະກົ່ນຂອງລູກນັ້ນຄືຕາມກົມຈົນຈິດເວຍດນາມຈັ່ງແມ່ນເດບາດແມ່ນຈະກົ່ນເວຍດນາມເດຄືເປັນນັ້ນແລະດັດໄປໃດໄປອີ່ນັ້ນເດຫາຍຢູ່ໂຈເດຈະກົ່ນຄ្មែងເປັດປະກອດໃຫ້Was it because the child's father was Vietnamese and the child's mother was Khmer? ចឹងព្រោះដោយសារតែឪពុករបស់ក្មេងនឹងជាជនវៀតណាមជាជនជាតិវៀតណាមហើយម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរឬទៅគេធ្វើអញ្ចឹងណែជនជាតិវៀតណាមគេធ្វើយកប្តីទៅសម្លាប់តែបើជនជាតិខ្មែរយើងគេម្ដាយនៅរស់អញ្ចឹងតែគេអត់ឲ្យទៅជាមួយកូននឹងក៏នៅរស់ដែរបាទ At the point at which you were separated from your wife did you have any opportunity to speak to any of the K-DRA who were with you លោកមានឱកាសបាននិយាយជាមួយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែរទេបានការនៅពេលយប់ហ្នឹងដែលគេធ្វើពិរណកម្មគេយកទៅធ្វើឃាតហ្នឹងខ្ញុំបានអត់មានហ៊ានទៅចែកទេគេឲ្យទៅណាខ្ញុំបានក៏ទៅតាមទឹះទៀតថាទឹះមិនបានគឺច្បាប់របស់គេគេបញ្ជាទៅខាងណាខ្ញុំបានក៏ទៅតាមដំណើរការដែលគេចាត់ចែង Were you able to say anything to your wife before she was separated from you? លោកមានបានផ្ដាំផ្ញើពាក្យពេចន៍អ្វីទេមុនពេលដែលលោកបែកពីប្រពន្ធរបស់លោកនៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបទៅតាមត្រង់គឺគ្មានបាននិយាយការអីផ្ដាំផ្ញើឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានអីជាអ្វីមួយគឺអត់គឺមានអារម្មណ៍គិតស្បយ៉ាងគេអត់ឲ្យមានការពិគ្រោះជាមួយប្រពន្ធកូនគេឲ្យដើរដាច់ដាច់ដាច់ទៅដល់កន្លែងទីដៅដែលគេសម្លាប់ហ្នឹងគេឲ្យជៀសទៅរត់ទៅចេញឆ្ងាយទៀតដែរDid you ask the K-DRA whether you could stay with your wife? តើលោកមានបានសុំកម្មាភិបាលថាលោកសុំនៅជាមួយប្រពន្ធលោកទេ?ខ្ញុំបាទអត់បានសុំទេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំបាទសុំខ្ញុំបាទសុំកម្មាភិបាលនឹងមួយចំនួនថាអញ្ចឹងមកម៉ែវាទៅជ្រូកស្រូវខាងនោះខ្ញុំសុំកូននោះដើម្បីយកមកបំពេឬក៏បញ្ចុកបាយគេមិត្តកម្មាភិបាលក៏បានពោលថា
ຈັ່ງຊິເຮັດຫຍັງ Do you know where the Vietnamese group were taken to? Ta luk dang te tha ke yo krom chun chi Việt Nam nang yo te na dae. Ba ke ban prab khom ma tha ke yo teu samlap hai ke yo at tok te ke prab trang ma prak lang ban ke prab yeung ta. Ke yo te kamtech hai ke at tha samlap te ke tha kamtech. Ba ka nau samai nang ke prab tha kamtech ke at prab tha samlap te. Pan da yeung ne nau thomada da yeung prab piak samai yeung tha ta. Bà cầm tích một cái slap ơi bà Who told you that the Vietnamese people were smashed? Ta nè na cho đẹp rạp lúc thà kê cầm tích và cầm chân chết Việt Nam. Cứ được xem 300 chứ mô cứ mất hâm. Mật hâm bật thiên con trong ban cái tháp ban bị chạy thập bậc lớn ban phèo khi ông tập u tăng xem ở đây tư của phổ phun côn on miền cao một vinh tiệt tê ông ca ban cầm tay hai hai cái ban bắt tu việc trong màn tha giờ phu ai bị đam lai có mình vô ở đây phổ phun khmer mấy ban phu ai được vô phổ phun Việt Nam khi nhầm rồi bị ai chạy đã cầm hậu được miếng khi ông còn nực hơn tí được bóp chúng ta ai đây xem lại những đồ say nu trong bán từ chay nông ca bắt đặt dài từ những bàn tha chẳng ai chấm non xem lại say hà nu để chỉ quật từ tu công ri miền ri tha với ba thơm tới quật ắt bảy nhát tha trong cùng dầu và quân đây sinh chỉ Việt Nam ấy trong quân đã tha bản năng tới nhóm chay tới đã xem lại ở dương tha bảo khơi trong to khâu chẳng có mình ai riệp ca tha lấy riệp ca mình bàn tế sẽ đã bị thay chăng chăng phụ anh bệnh gì được lẽ đã là na thế cứ cây cà nước bỏ phụ ai toàn luôn mang bạn. What did he say about how they were killed? Ta quạt miền bắc luôn cái thà ta kia sầm lấp mà nước nâng đầu đập biếp na đây. Này quạt bàn bắc trong thà pin là do tôi sầm lấp nâng kia. Ất xua chùm lại thì cái chàng lạp xếch hay cái rung mốc hay cái chàng xua xây mũi hay lung nó chẳng ai phải chùm râu phải chìa mùi mệt mà nó là phong hay phùm mùi mùi tật nắng cái quay bị khăn nông xây tới tùm lẹ tới chỗ năng năng là đầy năng hay khi bán cho tam tam mai bán dây bẹp khi ông bán cực khi ông bán mình bán khơi cho phục này của này thì Did he tell you when these people were killed? Ta quat men prab luk te tha ke samlap manuh tang os nih neu pe na dae. Ba dang ka dak nom kamlang khom teu vi rahot tol mong 6 daek phong dae phong torom teu dol nyom pan sman pa hai che mong 3 kala. Wai dang boy tam ka pat wai chit riep phlu na mong. Do you know if they were killed immediately after you, your group separated from their group, or was it some other time? Nè đây phải chăm ca chăm vay tới nè đây đặt nó mà nó vô từ lên đầu nè mà. And what did he tell you about how the children were killed? Ta kê ta phụ kê miền bắc luôn tết thà kê sầm lấp không mấy nước đào được bìm nào đây. Bát kê bị dồi bắp trong thà mất đại ban bắp trong nó cái bỏ lang từ lứa. Kì rong ở đây chúng phụ sông, chúng phụ tông ở đây trong cái nông của phương nó trô mà bỏ tới màu với trời bị bây giờ phụ tông còn ngọt sạch mà
After you were separated from the Vietnamese group, what happened in the Khmer group? Đây khi ông ba tại ban cái sầm lấp rồi thì hái cái chặt tăng ở khi ông tư này các năm sạt rây chấm luôn bay cho làm nè nửa tam biệt rề khi ông ba cô tam ông ca đã tư đầu pê chụp lăng khi ông tăng xong mà đây phi nhẹ là lắc cái thà ở khi ông đồng pi nè đại chi bộ quân Việt Nam đại chi cho tới tầng ó nó mua tiết mua thu ở các bạn sầm bắt bằng chỉ vật thở hơi cả năng chấm luôn được khi ông pi nè tại đây lực tia sống bay từ cái tiêu và bất cứ kỳ do trong mà đây thì ở đây chúng ta thì cái ao nơi lưu được tia vấn tại hộp chọc nó ngoài dẹp hay chi mà tất những cái ao hộp chủ mùi kỳ kỳ hộp ấy hộp thì ăn trong hộp thì ăn đây bài cho ai tại ở bị pin năng tới bài thò mà đà After the Vietnamese spouses in the mixed marriage groups were taken and killed, were there any more Vietnamese people on Tha Mui Island? Khnia chia sẻ chiết chân thế phần tay đòn gì mình chứ bác thì vô khnia tự đài hai khnia tự dục đài phần sở hạ co đại để lại của đường năng hiệu đăng phần tay mình đang vô khi tự sở lắp trong ba đăng nơi nơi của cung thằng ở khnia phần tay nơi sở hạ co phục khnia phần tay sở hạ co nó nơi chiết khnia Now the last so The last time you saw your wife was at the end of 1977. I'd like to talk now about your remaining children. You said that your youngest son, who was 1.5 years old at the time, was taken with your wife and your mother-in-law at the time that you were separated. What happened to your other children, your other five daughters? Nơi khi ông ba cứ chuẩn bị thoi lăng một vinh như thà khi ông ba thà con ở nơi sai sót pram nè nó con thì mũi cứ từ tam thà có con thì pí từ được thà ông ca chặt tăng thà ở đây thà có chặt lăn ông bà được cho người ta nắng cái tơ buồn ông ngay tới cái chặt lăn khăn này chặt lăn khăn này con thì bấy nơi được thà bị bắt đầu bắt lao được thôi nhưng thà riêng sâu anh chân ấy là con thì buồn lắm được thà nơi ta mà đây ກໍມາດ້ວຍອາຍຸສອບថ្ងៃຫາຖ້າກໍມານៅຕາມອະກໍຕາຄີປະຣິດຈ້ະຕາມການປຶດນັ້ນເບາະອ້ອຍຊີຕະກູນຊີຄມຽນຖ្នាំເດຮຽກຮູ້ເດຂ້ອຍພ្នែកຍັງເມືອຄືນຄືດຳຫາຍນັ້ນຄືໃນປະໄຊປຽນປະໄຊປຽນນັ້ນກົ້ນມາງ່າຍງ່າຍເດຂ້ອຍປັ້ນສະມານນັ້ນກໍານິດຂ້ອຍເດຂ້ອຍເມືອຄືນໄພຈະມາໄພຕືຕືສາມສະແນະໄດ້ງອບນັ້ນຮູ້ອັດອາຫານ 1 ບັນຫາອັດຖ້ານ 1 ອາຫານຮູບມັນຄົບກ້ານ 1 ໃຫ້ມີດອສນັ້ນມີມີກົ້ນຊື່ນມີດອສໄວ້ຕິດມັນອາດຈັດຈ່າຍບານເດອາຄະຮຽກຕືຮູ້ຕືຫຼັບຕືອານານເດຖ້າຕັກຕັກກໍຢູ່ຕະກອບຕືເດຂ້ອຍບານເມືອຄືນນັ້ນ When was the last time that you saw these daughters, the three who you say passed away? ដែលលោកជួបកូនស្រីទាំងបីនាក់របស់លោកដែលមុននេះលោកថាបានស្លាប់ហ្នឹងតែលោកជួបពួកគេហ្នឹងចុងក្រោយបំផុតនៅពេលណាដែរបាទខ្ញុំជម្រាបជូនដែលជួបគ្នានៅក្រោយហ្នឹងដោយសារតំណែងនៅក្នុងមុខកូនខ្ញុំអត់បានជួបទេដែលកូនពីរក្រោយដែលត្រូវជួបដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមមកពាក់ព័ន្ធហ្នឹង Do you know how your two daughters who survived did manage to survive? Ta luk dang te tha kon pi neak robos luk da neu ruoh nang ta puok ke tveu baep na teum aach neu ruoh rian min chivit ban.
ហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបញ្ហាដែលកូនបាននៅរស់គឺខ្ញុំបានផ្ដាល់នៅបញ្ហាត្រីខ្លះវាមិនគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែទេប៉ុន្តែ3-4ថ្ងៃខ្ញុំលួចផ្ញើទៅជៀនទៅអាំងទៅលួចតាមកុមារនឹងចែកចាយអាអ្នកដែលដឹកនាំយកត្រីនឹងចែកពីពាក់កដាលទៅបានតែឲ្យកូននោះពាក់កដាលទៅហើយចេះលាក់ចេះពពួនស្ងោតកូនខ្លះទៅលួចពីសណ្ដែកចកាខ្លះខ្ញុំជម្រាបឲ្យត្រង់លួចចង្កែកបាទលួចសណ្ដែកបានពួកខ្ញុំលួច
ទឹកឡើងក្មេងប្រមាណមកស្ទូងដងខ្ញុំផ្ញើទៅតាមនឹងទៅបាទបានរស់រៀនមានអាយុដែលខ្ញុំបានជំនាបជូននឹងគឺដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះថាកុំអីរោមីឈ្មោះដើមកំណើតហ្នឹងតើបាទមានឈ្មោះហ្នឹងទេបើឈ្មោះកូនខ្ញុំឈ្មោះមីកបាក់មីកតុកឲ្យទៅរោវាឃើញទៅបាទ Your two daughters who survived, did they look Vietnamese or did they look Cambodian? ខ្ញុំបាទជំរាបជូនរស់នៅដល់សពថ្ងៃនេះគេមើលទៅដែលខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំមើលផ្ទាល់ផងក៏អ្នកដទៃមើលផ្ទាល់បានន័យថាខ្មៅសុទ្ធព្រោះសាច់ក៏ខ្មៅទាំងអស់កាត់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមក Now you said that after the separation of the Vietnamese from the mixed marriage families, there were no more Vietnamese at Tamut Island. Is that right? But no khong pe nu ko ah ling an mien sai sal ay te. Your Honour, that concludes my questioning for this civil party. លោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយសូមអរគុណ។បាទសូមនេះប្រាប់ពីតកាជួនទៅក្រុមតំណាងសាភរិញ្ញាដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះដើមបដិងរដ្ឋបពនីរូបនេះ Merci beaucoup monsieur le président. សូមអរគុណ លោកប្រធាន Bonjour, monsieur la partie civile. Je voudrais vous poser des questions de suivi sur ce que vous avez déjà dit et puis aborder un autre thème tout à l'heure, qui est celui de l'arrangement des mariages par l'Ankar. Vous avez dit tout à l'heure que votre femme était née au village de Kampong Pra, dans la commune de Chnok Trou, district de Boribo. Savez-vous quand votre belle famille s'est installée au Cambodge? Est-ce que votre belle famille est arrivée bien avant la naissance de votre femme? បាទសម្រាប់ថាបញ្ញារងអន្តរជាតិតាំងសំណួរនោះសាយជាថ្មីម្ដងទៀតដំណងផ្លេចសំណួរឲ្យ Oui, vous aviez mentionné tout à l'heure que votre femme était née dans le même village que vous à Kampong Pra. Combien de temps avant sa naissance sa famille s'était-elle installée au Cambodge? Dans cette région.
Hello. Khi ba chuẩn bị chun tha, phổn công nhom đại ca nước nhom bàn toàn nghĩa đây. Đằng cái đây để vây châu la tăng pi mai ở chấm non na cứ nhom ca toàn nước sông meta tu bả. Très bien. Alors, les six enfants que vous avez eus, qui étaient nés déjà en 75 et 77, en fait, vous les avez eus avec votre femme Boussamban. Comment les avez-vous éduqués? Est-ce que vous les avez éduqués selon les traditions Khmer ou selon des traditions vietnamiennes ou bien un peu des deux? Đang câu nước lao tại ban từ riêng sâu nó nhom cùng pin tuần này tí ở che hạ so sạc mai nắng ở bất bạc cọt để ở từ riêng nó hai bộ pin ni để từ hàng của bọn nhom nắng ở sàn từ tam từ niềm lo bảo cái công mà sàn chân dạng mấy từ phơi tam từ nào chẳng tới nhom bán của ban bị che chun được phần nắng có bộ bay nía chỗ đó một bọn phải lấy phụ sản từ Est-ce que sous le régime des Khmer Rouges, donc toutes ces traditions, cette culture, les vêtements vietnamiens étaient interdits? Men song bay te prab khang wap tho khang khmai kham de som liep bong pea te prab dal khmai yeng sot sa tang ong tha ba khao so ru khao po ai ka la na muoi at ai de ba ឲ្យ ជំរុះ ពាក ទេ ឲ្យ ពាក ខ្មៅ សត់ ខ្មៅ អត់ ឲ្យ ពាក ទេ តរង ខ្មៅ ទៀត ឲ្យ ពាក ប្រដប ខ្មៅ ឲ្យ ធំ ក្លិន ស្អុយ អា ណា មាន ន័យ ថា ប៉ ទទួល ស្គាល់ ជា បដិវត្ត Bien, j'en viens alors à cet épisode tragique lorsque votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été tués. Si je ne me trompe pas, vers Toulroka, dans la commune de Meloum. Est-ce que vous savez qui précisément les a exécutés? Oui, je prononce mal, donc Meloum. Savez-vous qui précisément les a exécutés ou bien l'avez-vous appris? ខ្ញុំ បាទ គូ ជម្រាប ជូន ដោយ ស្មោះ ត្រង់ គឺ ថា បញ្ហា ដែល វា ទៅ សម្លាប់ នោះ ខ្ញុំ បាន អត់ ដឹង ទេ ពេល ដែល អ្នក នាំ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពោះ ពី សហករ ទៅ ដល់ កន្លែង គូ ដៅ ទៅ ត្រូវ សម្លាប់ ហើយ ខ្ញុំ ដឹង ថា នារី ហ្នឹង ចំនួន អាយុ ហ្នឹង ប្រហែលជា 18 ហើយ នៃ កុមារ ហ្នឹង ខាង ប្រុស ហ្នឹង មាន អាយុ ប្រហែលជា 14 អា ការ ប៉ាន់ ស្មាន ដែល ត្រង់ ទៅ សម្លាប់ គឺ ខ្ញុំ បាន អត់ ដឹង ទេ Tôi là Prak Lang bằng cam mai bal prab khom tha ke yo tau sam lap hai pu kum song sai kat ka ngia chun pa chun rot tau jeung bi tam thai nang tau khvah ai srei ko kok mit jeung ko kok snao tau ta dang tau angka riep oi nyam mai os luy os ka bong pathu niyobai da khom trou nang angka chat tang trou mach ba doy ki pyul hai phol tham bach kat ku te a luy ko os dai kom tam peing ta ka ngia tau pa ng rot tu skol che plau ka hai Les deux jeunes gens que vous avez mentionnés qui accompagnaient votre groupe de famille mixte, donc un garçon de 14 ans et une fille de 18 ans, s'agissait-il de cadres, comme vous le dites, ou bien de miliciens, de shlop? ដែល ថា កង តប តំង នៃ ចាត់ តាំង កង តប ណា មួយ ដែល ត្រូវ មាន ឈ្មោះ សម្រាប់ តែ ធ្វើ ឃាត ទេ គេ ហៅ នៃ ឈ្មោះ ដែល ទូ ទៅ ដល់ អស់ ខ្ញុំ ចាំ ឈ្មោះ ទៅ ភ្នែក ខ្ញុំ មិន ឃើញ ទេ ហើយ ដែល ភ្នែក ខ្ញុំ ឃើញ គឺ ឈ្មោះ មិត្ត បន ហ្នឹង គឺ សម្លាប់ គ្រប់ ហ្មង តែ គេ រាយ ការ ទៅ គេ ជូន ដល់ មិត្ត បន ហើយ មិត្ត បន ហ្នឹង សម្រាប់ ធ្វើ ឃាត ទូ ទាំង ឃុំ ទូ ទាំង ស្រុក បណ្ដោយ អត់ ប្រមាណ នារី ធ្វើ រួម ភេទ អី ជាមួយ គ្នា ទោះ Tên xoay cầm nất ấy, nâng bà chung ta nâng ai nẹ, dì thà anh chlong cắt bà tế, thà nâng bà tế nô, bà tế nô ấy nâng.
ដែលគេបញ្ជូនដល់មិត្តបនតាំងតែស្លាប់តាមមិត្តបនហ្នឹងធ្វើរៀមទៀបកន្តាល់មាននីសា3នាក់ទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញមិត្តបនហ្នឹងស្រុកកំណើតហ្នឹងនៅគេហៅថាវត្តនៅកំពង់សាមគីពីដើមគេហៅថាវត្តផ្ទះបាញ់ស្រុកកំណើតហ្នឹងខ្ញុំបានស្គាល់ច្បាស់ឲ្យតែលឺមិត្តបនចងាយមកកឡូគឺខ្លាចញ័រអាសាច់ហ្មង D'accord, d'accord. Donc le camarade Bourne était connu comme étant un bourreau sur, dans cette région, c'est bien ça? Lorsque votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été exécutés avec l'ensemble des Vietnamiens à proximité de l'île, Est-ce que les forces vietnamiennes avaient déjà lancé leur grande offensive contre le Cambodge? ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនកាលខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានចូលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮថាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនថាដល់ឆ្នាំចូលជិតចុងជិត8ហ្នឹងដាច់ជិតចូលជិត9ស្រាប់ឃើញវៀតណាមមកហ្មង D'accord, en fait, il y a eu deux offensives. La première, c'était vers fin 77, début 78. La seconde, à laquelle je pense que vous faites référence, c'est celle qui a renversé le régime. Je parlais plutôt de la première des deux attaques du Vietnam. Est-ce que votre femme a été tuée avant ou après cette première attaque? បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មបញ្ញាញ់ជូនទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋវេនីអំពីការវាចូលរបស់កងទ័ពវៀតណាមហើយតេតតងនេះដែរនឹងសំណួរចុងក្រោយមួយរបស់លោកដែលសួរទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋវេនីថាមានកងទ័ពវៀតណាមវាចូលហើយឬនៅ ចំណុចនេះវាអាចជាការលំបាកសម្រាប់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋវេនីក្នុងការឆ្លើយតបវិញពីព្រោះថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលឡែកដែលគាត់មិនអាចដឹងការវាចូលរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានទេបើសិនជាសំណួរនេះសួរត្រឹមតែបញ្ជាក់ទៅលើទីតាំងជាក់លាក់នៃមូលដ្ឋានដែលគាត់រស់នៅប្រហែលជាអាចទទួលយកបានបាទសូមអរគុណ Bien, je vais procéder autrement, Monsieur le Président. Je vais lire les extraits des déclarations, Monsieur, en tout cas, de sa constitution de partie civile E3-4989. En français, c'était la page 00-89-10-3-5. En anglais, 00-8-9-1-0-3-2. Et en Khmer, 00-5-5-6-2-1-7. Donc voilà ce que vous avez dit, monsieur la partie civile. Je cite, fin 1977 et début 1978, les Khmer rouges se sont mis à appliquer leur politique pour arrêter et exécuter les Vietnamiens. Fin de citation. Et à la page suivante, en français, en anglais, c'est à la page 00-8-9-1-0-3-4 et en Khmer, 00-5-5-6-2-1-8. Vous avez dit ceci, je cite, « Je précise que la politique de recherche des Vietnamiens pour les exécuter était appliquée au moment de l'agression des forces armées vietnamiennes dans le territoire cambodgien. » Fin de citation. Est-ce que ces déclarations vous rappellent le moment
plus ou moins précis où votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été exécutés? ហើយខ្ញុំក៏បានឈឺចាប់បាត់បង់ស្មារតីមួយចំនួនដែលខ្ញុំក៏បានគិតគូរថាបញ្ហាតែពេលខ្ញុំដេកគេងយប់ទៅឃើញសម័យតែប្រពន្ធកូននៅមុខអរិយកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗមុននោះខ្ញុំក៏គិតឃើញអារម្មណ៍នឹងបែងចែកកើតទៅជាមានឈឺរੂគាភៀសធីនឹងប្រចាំកាយតែមកលហូតទល់ឥឡូវនឹងសូមមេត្តាទានតុលាការជួយវិនិច្ឆ័យឲ្យជួយដោះស្រាយសំណុំបែបបាត់នឹង លោកចាំត្រាប់សំណួរលោកមិនត្រាប់សំណួរអត់យល់ផងខ្ញុំបាប់សំណួរបើសិនត្រាប់មិនយល់លោកអាចសុំឲ្យម្ចាស់សំណួរហ្នឹងសួរលោកម្ដងទៀតហើយលោកចាំត្រាប់សំណួរលោកត្រាប់បញ្ញារងអន្តរជាតិបរហាញសួរសំណួរដែលលោកសួរមិញថាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋរនីរូបនេះគាត់ត្រាប់សំណួរមិញមិនយល់ទេស្ដាប់មិនបានទេមើលទៅ Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, j'avais cité ce que vous aviez dit dans votre formulaire de constitution de parti civil. Vous aviez dit que c'était fin 77 ou début 78, au moment où les Vietnamiens avaient attaqué le Cambodge, qu'il y avait une politique qui avait été mise en œuvre pour arrêter et exécuter les Vietnamiens. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la période durant laquelle votre femme et les autres membres de votre famille ont été exécutés? Je crois que par manque de temps, Monsieur le Président, je vais finir par passer à un autre sujet. Ce n'est pas grave, Monsieur le Président, Monsieur la partie civile. Vous avez en fait parlé de politique des Khmer Rouges, de recherche, d'arrestation, d'exécution des Vietnamiens. Tout à l'heure, vous n'avez pas été très clair. Est-ce que vous avez vraiment entendu quelque chose vous-même à la radio à ce propos-là, ou bien est-ce que vous avez entendu des cadres en parler, ou parler d'une émission de radio à propos des Vietnamiens? បាទវាស្ដៅស្នើសួរខ្ញុំថាពួកឯងនៅធ្លាប់នៅស្រុកនៅភូមិដែលមកតាមសហការតើស្អីសល់ឲ្យនៅហើយវាក៏អស់ហើយលីនៅខ្ញុំបានក៏ឆ្លើយតបនឹងមិត្តយើងមួយចំនួនថាខ្ញុំអត់ឃើញទេខ្ញុំអត់ឃើញមានទេហើយនៅនេះពួកឯងមានអ្នកណាលេខសាស្ត្រជាតិអីទេថាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងវាសួរខ្ញុំម្ដងហើយពីរដងទៀតក៏វាឈប់សួរទៅ Pardon, je voudrais aborder alors un dernier sujet, parce qu'il me reste peu de temps. C'est celui des mariages. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez de l'arrangement des mariages en 77-78 par les cadres du Kampuchea démocratique? ប្រធានកងកម្មាភិបាលខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅកាប់បកូលធ្វើទៅសតធ្នោះព្រៃដើម្បីចាប់ត្រីហើយខ្ញុំបានក៏នៅមួយដីច្វាយស្រុកហើយកម្មាភិបាលគេថាគណៈស្រុកនៅស្រុកឧបភ័យហ្នឹងដល់ខ្ញុំបានក៏អត់ដឹងខ្លួនដែរកំឡុងខ្ញុំបានទៅកាប់បកូលហ្នឹងមានចំនួនថា 8 នាក់កំពុងនាក់នឹងការនឹងខ្ញុំក៏ភ្លេចដែរបើមិនប្រពិលក៏ 8 ហើយគេហៅថាខ្ញុំម្នាក់ទៅគេថាមិត្តអ៊ំឯងថ្ងៃនេះពេលនេះម៉ោងនេះទៅទៅជួបខ្ញុំនៅសហករហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំមានការគិតថាអញប្រហែលជាលួចអីគេអីក៏យកអីបើគេចេះថាភ័យអីដឹងគេឲ្យធ្វើអីទៅដឹងហើយឋានៈគេកម្មាភិបាលហើយឋានៈគេជាវាយស្រុកទៀតហើយខ្ញុំចេះតែមានការអារម្មណ៍បែងចែកទៅ
Sarap tới đal pê chít pâlốc khiêm khơn cái cắt cái lốc. Khnông ở dạ pi đám nưng cái chong chi ta so nó buồn. Buồn nưng cái cắt chi buồn cả nạt. Hay buồn cả nạt nó đối chương ma cái khuy pa hô đối khuy tới. À tóc trong cả đal tới à chương ma song khang vậy tới rõ tam cụ. Hay khiêm có ban cái hai tới khiêm có tới mụn tới bông kì. Riệp chặt chạy nhưng khơi nung xong chút nó mà cùng cả lâu. Tại cái ao dương hộp chốc nó tại khăn mình nhận nắng ta mới còn đi cái ao dương chơi anh đi đọc nhom mưa ta vô này đọc cái prab đến đây prab tam đôi tha riệp bằng cột cà đầy vào bồn nắng khi ở prab khnề đây là khắc ở bàn đắng khắc ở đằng này chặt nhọt được cà nắng dương gì cái thay dương bằng khom khăn bề riệp bằng cột cà khu xoa mây phe gì này này bán cái lược nhom á ao thơ อธิบาย บำเพ็ญ ตัว นิติ โดย យើង ថា ប្រក ព្រំ ជា អាចារ្យ ចង់ កាល នៅ ចំនួន នឹង ហ៎ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ព្រួយ ផង ភ័យ ផង អ ផង ហើយ ដែល បាន នំ ស៊ី មកណាត់ នឹង ហើយ គេ រៀប មង្គល ការ នឹង គេ ដាក់ បញ្ញត្តិ គេ ឲ្យ ខ្ញុំ មាន យោបល់ មុន គេ ខ្ញុំ ក៏ បាន លើក ឡើង ថា អង្គ ការ ដែល បាន ប្រគល់ ភារកិច្ច ចាត់ តាំង ឲ្យ គូ ស្វាមី ភរិយា ដែល បាន រៀប ចំ ចាត់ ចែង ជា មង្គល ការ នេះ គេ ថា សូម មិត្ត យើង ទាំង អស់ ឲ្យ រក្សា ទុក នៅ បញ្ហា ទី 1 គឺ រក្សា ជា សមូហភាព ធំ ណែ គ្រួសារ ធំ បាទ ទី 2 គឺ គិត ណែ គ្រួសារ តូច បើ យើង បាន ជា គូ សកល ហើយ ទី 3 គឺ យើង ដូច ថា អង្គការ ត្រូវ ប្រគល់ ភារកិច្ច ចាត់ តាំង ជា វិន័យ អី គឺ ត្រូវ តែ យើង ធ្វើ យើង មិន តវ៉ា យើង មិន បកែក តែ ក្តៅ រងា ឬ ក៏ ការ ងារ ធ្ងន់ ស្រាល បាទ năng cố khi ông ao cho bao tới kia cố ao hai cầm ao bao khi mau chúng đoàn cởi tới khi ông có bàn xua pha ôn muối để thợ lên sai năng cho tập ao này dục mình này bỏ prom giang mình tới để thao buột bàn thế phụ tòa bị đào sna ở nơi krom tia năng bị chạm sna thầy dương yul prom ớt bầm yul prom với hai mà này nó mà lược năng thao bầm mà prom thế vì giờ tôi prey bịa thao tôi prey mà mắt và cất cho vì làm lạp chào rồi chẳng mà nước na ớt sơn giang na cái đó mình sơn giang na cái đó D'accord. La cérémonie à laquelle vous avez assisté, combien y avait-il de couples qui devaient se marier ce jour-là? Je vous demande une réponse très courte. Som lo khlai khlai ban hai bat khom mat chomriep chum 25 ku de khom ban rop trom trou 25 ku Est-ce que vous savez si parmi ces couples lok dang te tha khnong chomnom ces gens s'étaient choisis pour se marier ou bien avait-on choisi pour eux ke chreuh reuh pdei propon nang doy khluon aing rue ko mien nak na ke nak reuh aoy อันนี้ខ្ញុំបើជំរាបជូនគេថាស្នើទៅកម្មបាលគ្រប់កងគ្រប់កម្មឲ្យបាលទាំងអស់ដែលថាត្រូវពេលវេលានឹងត្រូវរៀបចំជាគូស្វាមីភរិយាអត់មានអត់មានចាំបាច់យើងស្នើអ្នកខ្លះក៏មានស្នើខ្លះដែរដែលបានប្រាប់ខ្ញុំទៅអ្នកខ្លះស្នើឲ្យមិនឲ្យទៀតចាំអង្ការរៀបឲ្យបដោយចាប់ញាត់ចាប់ញាត់បដោយបាទន័យតែត្រង់ហ្នឹងហើយដែលរៀបគូស្វាមីភរិយាដែលត្រូវយើងបង្ខំ Est-ce qu'il y a donc parmi ces 25 couples des jeunes gens qui ont découvert le jour du mariage avec qui ils devraient se marier? Je crois que vous avez dit ça tout à l'heure, est-ce que vous confirmez? Đại cụ xoa mây phẹ dê để tử hiệp đến nhầm lụi xua bằng nhầm bàn xua cụp tầng ọt đấy nhầm xua thật bị bay của ta thật ọt đăng nó sẽ ta ọng ca xa nào thật ai mau bà chung có mau bà chung cái xa mà đó sẽ ta khơi này kì ai riêp chồng bà đây bà bôn nó mà nụm mà cà lao nó cà cắt chạy nè mà con mà nẹ tức hay chả lộ buồn đám bà phư đôi mang xong về đàm nâng đôi dịch chữ kiên kì xa ni về đàm chẳng ai Est-ce que Ces personnes qui devaient se marier ont dû prendre un engagement devant l'encart. Et est-ce que certains ont choisi de
refusé de se marier. Mais nana pakai tha pe nong tha man prom riep ka te. Ban khom jomiep chun tha pe lai riep mongkol ka nung keu tha khnom me kou ko oi lang chap arom mdong. Hai trong ta pakai tha riep yo man yo keu ot mien hien pakai ye tha bo mà cù lang mà đang phải nhà thả sông sna đó ông ca để ban riệp chom chặt chay một cột ca nâng ở ban chụp giấy sông từ sau ông ca chui ông ca ấy để cửa xa thông cứ ắt lịch để đường ca nghĩa cửa xa tôi cứ ắt lịch để ca nghĩa đây số mô tiếp cứ ắt miền lịch đây ông ca chặt tăng cụ cửa rụp ở đây làm ông ca chặt tăng nó đây Après la cérémonie de mariage à laquelle vous avez assisté, la cérémonie d'engagement devant Anka, est-ce que les couples devaient vivre ensemble et devaient-ils précisément consommer le mariage? Khnong pel yop nang ku mien kam bal kong chlop da seum kat e ki oy to tok ko ti mong khnai to tam kru sa ni muoy muoy mien na khla chap ban khla chạm bàn thân mình prom ru nâu xong tầm nay chỉ môi khnía rồi thả miên ca yên khmà chồng phù mộc khnía khnía rồi đại bàn score so có việc chạm bàn khla cặp bàn phải chỉ pi rùa sai cái môi rùa sai để chạm bàn để chết khang để cặp tờ so nó bàn lừa tại môi chồng nuốt chạy trom tầng ọc khnía tuột bay sờ lạnh cái đôi mình sờ lạnh cái đôi nâu nghiêm tầng ọc khnía ăn miên gì sờ đầy thế tại rừng phần năng cứ chọc mà bàn Est-ce que les deux couples qui ont été arrêtés ont-ils fait l'objet de menaces ou de punitions? Ban đặc chiêm ban lưu chiêm ban cứ ăn miếng đạ tuần cam thế cứ còn để vô tận này non chỉ lực thì môi để ông ca ban tận lanh hay nâng chui sầm luôn đó sai bị tâm này nâng dục chết tục đạ cho môi khnía đam bay ru riêng miền chỉ biết đầy nơi cho môi khnía có mọi miền bịa thông bịa tâu còn mọi vật tốt đã là ăn cà thành chay thành trái thành tích khi chạp luôn nè nè từng pin nè các nhóm của ban đào chay đang chỉ ngắt đang chỉ bật giang mấy của nhóm ban lại từ từ cả từ sau đá cố biển đang bị chọc đồng năng tư lors de la cérémonie de mariage est-ce que à part vous des cadres Khmer Rouge ont-ils pris la parole et qu'ont-ils dit aux couples qui étaient présents sur place? Leur ont-ils donné des instructions ou des consignes? Nam mật khiom đại ban bạc cột phi ra cách ông ca chặt tăng máu ao rìa bằng cột cá ta cù xoa mây phe riêng nó pin chết nằng ông ca rư cả ót thì bàn thành chẳng bảo pin chết hái ông ca chặt tăng được cái này ná trời cột phi ra cách hay nẹt đại tăng ông này thì cù xoa mây phe riêng bàn tự tu bảy hà đại cái chặt tăng đã từ nâng ao cướp cướp nia nhóm ban lư tập năng khiom có ban phu nằm nào tới đầy bình tư Juste dernière question pour être sûr que nous ayons bien compris. Vous avez assisté à cette cérémonie de mariage, mais est-il vrai que vous ne vous êtes pas remarié ce jour-là? Et pourriez-vous nous dire en fait quand vous vous êtes remarié? Est-ce que c'était pendant le régime de Khmer Rouge ou bien c'était après le régime? Việt Nam châu lai chất bóng buôn nâng nhóm riêng ca nâu khách cầm phung chân năng bà nà ta tam bà bây ní bọc mai miên cha miên này nhai miên bà xong sốt môn nê bà đôi pi xung công đam lao chẳng bà ọc quân sạm nà ca nâu thay nít đào pil xâm rạ hới ọ mẹ bà ca ạ kinh chẳng nà ca sạm nà ca xâm rạp ngay nít đâm đi សម្ណការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធ
ហើយបង្កប់ឲ្យអនុរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំជំចប់ចោតតាំងពីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអបតកបញ្ចុះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់យករួមសម្ដនាការនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ